Không? Đó, cái cách này đẹp không? Ngọt liệm. Xin chào các bạn, mình đang đứng ở bờ biển Vũng Tàu. Bãi này không biết gọi là bãi gì. Bãi tắm. Bãi tắm Thủy Tiên. Bãi cái gì? Và mình giới thiệu với các bạn cây kém cắt cành như cây này. Nếu mà mình che đi cái phần đầu, mình cầm như thế này để nó lòi ra cái phần đuôi thì toàn bộ nó rất là giống với lại cái kéo điện thoại Felco 2. Bởi vì là cái cán này là toàn bộ bằng nhôm đúc hết này. Nên là mình chỉ ra những điểm nó giống Felco 2 trước. Đấy, cán này bằng nhôm đúc, cái cán bên dưới này nó cũng có cái lớp vỏ đúc, cái lớp gần để cho mình cầm tay nó vừa 1 2 3 4 5 này đó. 4 rồi đó. Thì nó giống Felco 2. Phía trên này cũng giống Felco 2 luôn. Cán này nó ốp vào đây, ốp vào lòng bàn tay như thế này. Đó, cái lò xo ở đây là lò xo con sâu. Rồi mình mở ra đây ra nó giống y chang này. Đó, lò xo con sâu chỗ này ha. Chốt, khóa kéo. Đó, giống y chang ha. Từ đây đến đây, toàn bộ phần này nó cũng giống y chang để cho cái lưới kéo nó không bị xoay. Như vậy nếu chúng ta che đi cái phần lưới này thì cái kéo này hoàn toàn giống cái kéo Felco 2. Và ha, ở phía bên đây nó là mặt đây nó có chữ đúc chữ Felco 11, cái này là cái kéo Felco 11. Sweet made ha, chìm ở đây. Nhôm, được chưa? Và nó chỉ khác nhau ở phần lưới này thôi. Phần lưới này thì nếu mà cái lưới bên đây là cái lưới bên tay phải của các bạn nó giống y chang như Felco 2. Các chỉ duy nhất một cái miếng la thép này. Miếng thép này là so với lại Felco 2 thì cái này bằng nhôm rồi họ dán một lưới thép bên đây. Thì đây nó hoàn toàn nó bằng thép từ đây đến đây luôn. Thì nó rất là mạnh, họ mài vắt mép vào đây để cho mình dễ lách vào khe hở, dễ lách vào cái bùi rồng á, mình cắt cho nó dễ. Ok. Ở đây nó cũng có một cái chỗ để cho mình cắt dây kém đây này, chỗ này. Để trong trường hợp anh em làm về bonsai thì anh em cắt cái dây thép tròn này được, và không cắt dây thép dạng bản mỏng được. Bây giờ ở đây nó cũng có một cái đèn cao su. Này cao su ở đây, này cao su ở đây để cho mình khi mà mình cắt ở đây thì cái phản lực của nó trở lại cái tay của mình nó sẽ ít. Khi phản lực ít thì mình sẽ ít bị mỏi tay hơn, ít cảm giác bị. Khi phản lực ít vào tay thì bạn cắt được nhiều hơn, nó không bị mỏi tay, nó không bị chối. Nó là về hình thù của nó là vậy, sản xuất này tỉ xí luôn, và cái kéo này sẽ cắt được. Cành có đường kính tới 25. Cái 25 tức là nó phải cỡ gấp cái cành này. Cành này nó mới chỉ khoảng 10 đến gấp đôi thôi, nhưng mà tay mình yếu mình chỉ cắt cỡ khoảng tầm này là đẹp rồi này. Đó, nhưng mà mình xem cắt tay người thợ người ta có thể cắt lên tới 25 được. Thì tùy theo độ cứng, độ khô của cành. Đó, thì mình sẽ cắt nó sẽ cái lực cắt nó sẽ khác nhau. Đúng không? Nét không? Về mặt cơ bản nó giống y chang như Felco 2, chỉ khác là cái lưới của nó là lưới bằng thép hoàn toàn ở chỗ này cho mình dễ lách thôi. Thay vì lưới của Felco 2 thì cái phần mảnh phía này nó sẽ là bằng nhôm, kim nhôm mà nó dán cái lá thép gió lên. Đó, thấy cái vết cắt rất đẹp luôn. Mình có thể đi cắt tiếp không? Focus đúng nha. Đó. À là cái cành này. Ồ, cắt này ngọt quá. Cái này thì mềm. Ok. Em này đi cắt tiếp. Michael đứng ở kia cho đỡ nắng nha. Đây. Cắt cây bụi thì vô tư thôi. Ni có thể cho sát tí nữa không đi. thỉnh thoảng chụp bức hình cho nó đẹp, hiểu không? Này, biết cắt này, quay biết cắt này. Đây. Lúa nè. Lên đây đi này nè. Đây. Đây là cây bùi, cây bạch đàn này. Ồ, thân nó còn mềm. Nó bùi không ăn đâu. Thổi thôi. Đây. Thổi được. Em đang cầm chặt mà sao thổi được. Đây nè. Nè bùi không ăn kìa. Bay nó bay kìa. Đây nè. Từ cái sườn trước đó. Ào. Giờ mình đi bơi được chưa? Có này là đi bơi thôi. Ở đây. Chứ muốn chạm nước đúng rồi đó. Đây đi. Từ ba. Rồi. Bây giờ mình chơi lớn nên mình cắt thử cái cành to này. Từ ba. Dạ. Đó, đây đường kính này cỡ khoảng 25 nè. Con này nó cắt đau quá. Cho nó bay đi đá. Còn đi vào đây nó cắm này, cắn đau á. Đây đi qua chỗ này nè. Đây này, ba cắt này. Đó, cái cắt này. Đẹp không? Ngọt lịm. Đây. Tốt. Nó phải quay làm gì? Đi, một, hai, ba. Có một cái cây trước. Có một cái cây trước đường. Và mình sẽ cắt nó rộng. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. Cái này gọi là những chàng trai đi mở đường. Cái này vướng này. Từ các bạn. Trời ơi, chỉ cháy luôn. Au. Đây nè. Để em cầm cái cổ nữa. Cô cầm thấy cái lông